Em Trọng Hải Dương, hôm nay trân trọng giới thiệu tới các bác xem về một mẫu xe đời khá là cao và form dáng của nó rất là đẹp. Đời hẳn 2015 luôn, chiếc xe với động cơ máy 1.5 và được mang tên là Hai Ma 3 các bác nhá. Chiếc xe này là Hai Ma 3. Số sàn và động cơ của nó như em chia sẻ với các bác là chỉ có 1.5 thôi, cho nên là rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Và chiếc xe này đến bây giờ mới chạy được có hơn 5 vạn thôi các bác nhá. Đây, đồng hồ km đấy ạ. Mới chạy được chỉ có hơn 5 vạn thôi. Và đây là vô lăng của xe này. Vô lăng của nó không bị mòn luôn này. Vô lăng của nó rất là đẹp luôn nhá. Vô lăng cổ số nó rất là đẹp luôn. Và ghế của nó vẫn là ghế lỷ nguyên zin các bác nhá. Đây vẫn là ghế lỷ nguyên zin này. Đây vẫn là ghế lỷ nguyên zin nhá. Ghế lỷ nguyên zin luôn. Nội thất bên trong của xe đây. Tí em sẽ quay các bác xem chi tiết nhé. Em quay sơ sơ một chút vào bên trong nội thất của xe. Bây giờ thì sẽ quay gửi tới các bác xem về một số những vị trí khác, vị trí bên ngoài. Em sẽ quay các bác xem phần hình thức bên ngoài của xe trước nhé. Với chiếc xe chạy mới chỉ có hơn 5 vạn một ít thôi thì các bác biết chất lượng của xe nó như thế nào rồi đúng không ạ? Zin đét hết, zin cả xe luôn các bác nhá. Đấy, chiếc xe này là zin cả xe luôn, mới chỉ làm lại một vài vị trí sơn thôi chứ còn thì tất cả là còn nguyên bản nhá các bác nhá. Đấy, xe này là hai dòng xe Hai Ma các bác nhá. Không biết là các bác đã từng biết đến cái hãng xe này chưa, nhưng mà bên em thì bán rất là nhiều những cái hãng xe như này rồi và cũng được rất là nhiều người khác, rất là nhiều khách hàng quan tâm, rất là nhiều khách hàng trên toàn quốc quan tâm về mẫu xe này. Ai đã từng đi, ai đã từng sử dụng thì người đấy sẽ là người hiểu về xe đúng không ạ? Còn bác nào mà chưa hiểu về xe thì hãy tìm hiểu đi nhá. Chiếc xe tuy rằng là cái thương hiệu của nó không được lớn cho lắm, nhưng mà về chất lượng của nó thì rất là đảm bảo luôn. Chất lượng của nó rất là đảm bảo luôn nhá. Vì động cơ của cái mẫu xe này nó lại không phải là lắp động cơ của Trung Quốc mà nó lại lắp động cơ của Mazda các bác nhá. Động cơ liên doanh Mazda luôn. Chỉ có cái thân vỏ là của Trung Quốc thôi, nhưng còn thì máy của nó là máy liên doanh Mazda đấy ạ. Máy cực chất luôn. Các bác hãy tìm hiểu về mẫu xe này để sở hữu một chiếc xe đời cao, chất lượng và giá thành thì cũng rất là hợp lý luôn. Bên em thì cũng đang bán với cái giá là chỉ có hơn 200 một chút thôi. Hơn 200 một chút thôi các bác nhá. Các bác đã mua được mẫu xe này rồi. Cặp đèn pha xe này. Nhìn cái đầu của nó giống như là một chiếc xe Toyota Corolla Altis luôn đúng không ạ? Dòng này là nhà dòng nhập khẩu các bác nhá. Nhập khẩu Trung Quốc. Các bác cùng theo dõi để được biết về xe. Bây giờ em sẽ quay gần để các bác xem nhá. Xe với chất lượng còn cực tốt luôn. Các bác mua mẫu này về đi 5-10 năm không phải suy nghĩ luôn đối với mẫu xe này. Cứ thế đổ xăng đi thôi, không phải suy nghĩ gì về chất lượng nhá. Như cái dòng xe Hai Ma này. Dòng này ở các nước, đặc biệt ở bên Trung Quốc, người ta toàn mang ra để chạy taxi thôi này. Toàn mang ra để chạy taxi thôi. Ở Việt Nam thì không chạy, chứ còn nếu bên các nước khác người ta toàn mang ra chạy taxi thôi. Đó, phải chất lượng nó phải như thế nào thì mới mang ra chạy dịch vụ chạy taxi đúng không ạ? Và chiếc xe với cái form dáng cũng khá là dài, dài hơn Vios nhiều nhá. Và trọng lượng của nó cũng nặng hơn Vios rất là nhiều. Trọng lượng của nó là 1 tấn 10 mấy cơ. Gần 1 tấn 2 luôn, gần 1 tấn 2. Nặng hơn Vios rất là nhiều đúng không ạ? Đây, lốp đây. Lốp dày. Lốp của nó rất là dày. Và phần cua lốp của nó này, đây vẫn còn nguyên này, chỉ bẩn thôi nhá. Đây, chỉ bẩn thôi. Nó vẫn còn nguyên luôn. Đây, sơn xi sạch sẽ. Đây, thân vỏ không có lỗi các bác nhá, do không bị va chạm cho nên là chưa từng làm lại về vấn đề thân vỏ. Thân vỏ xe là chưa làm lại. Kính dán 3M. Đây, những vị trí bên ngoài của xe em sẽ quay chi tiết. Đây, lóc này. Cái vị trí đèn đằng sau này là người ta dán đấy các nhá. Mình có thể là mình bóc ra được. Bóc cái phần giấy đen này bên ngoài ra. Đấy, đèn nó là màu đỏ và chủ xe trước người ta đã được dán thêm một cái đề can bên ngoài màu đen. Đấy, form dáng của nó to cao dài rộng không? Đấy, các bác thấy này. Cốp sau rất là rộng rãi nhá. Cốp sau nó rất là rộng rãi luôn. Xe đăng ký chính chủ biển 12, tên tư nhân.
Đấy, có camera lùi. Các bác hãy xem phần bên ngoài trước, rồi sẽ tiếp tục đến những cái phần khác của chiếc xe. Video nào thì chủ yếu em cũng sẽ làm được như vậy, cũng sẽ làm được từng phần một, chủ yếu là bên ngoài trước, là xong đến nội thất. Nhiều trước thì em làm từ nội thất làm ra, còn trước này thì em làm từ ngoại thất, xong là làm vào bên trong nội thất, xong đến gầm vào máy nhá. Tất cả các đường khe, đường mép nó rất là đều luôn, không sộc sạch, không gợn sóng gồ ghề gì. Các bác thấy đây, đây đây đây, các bác thấy gương kính của xe được điều chỉnh hoàn toàn bằng điện. Lốp của nó rất là dày nhá, lốp của nó rất là dày luôn. Đấy, của lốp của thứ nó rất là đẹp luôn, không han gì, mục mọt gì, không mục mọt gì nhá. Tất nhiên thì đốm đốm một chút thì không thể tránh được, đúng không ạ? Bây giờ thì em sẽ mở cốp này, mở cabo này. Đấy, mở cốp, mở cabo và mở tất cả bốn cánh cửa ra, quay các bác xem được rõ nét chi tiết được phần một của mẫu xe này. Đấy, cốp luôn trước nhá. Đấy, cốp trước này. Đấy, cốp rất là rộng. Cốp rất là rộng luôn. Đấy, lốp dự phòng. Lốp dự phòng để hơi bẩn một chút nhưng mà lốp vẫn còn dày nhá. Lốp xịn của nó đấy, lốp nguyên zin, nó còn rất là dày. Đồ đạc kích lốp có thứ đầy đủ luôn. Xe sản xuất năm 2015 các bác nhá, đời rất là cao, đời của nó cực kỳ là cao luôn. Với giá tiền rất hợp lý, chỉ có nhô 200 triệu các bác đã mua được mẫu này về sử dụng rồi. Bên em thì các bác biết là rất là nhiều xe, trên dưới 100 mẫu xe các loại để các bác đến lựa chọn chiếc nào phù hợp với gia đình nhà mình thì các bác hãy lấy về để sử dụng nhé. Xe bên em cam kết là xe không lỗi, không đâm va, không ngập nước, không tai nạn thủy kích các bác nhé. Giấy tờ chuẩn chỉ, máy số thì tất nhiên là phải chất rồi. Và chi tiết nội thất của chiếc xe này thì các bác thấy được trang bị là màu đen, chủ yếu là màu đen, đúng không ạ? Màu đen là một cái màu khá là sang. Những cái móc khóa cửa xe là còn sáng vàng luôn này. Rất là sáng luôn này. Ghế của xe thì được trang bị được ghế lý, và chủ trước cũng đã được lắp thêm một bộ áo ghế bên ngoài rồi. Đấy, sàn da bọc cái phần lót thảm bên ngoài. Xe trang bị bên đây một túi khí và bên kia một túi khí nữa nhá. Rất nhiều túi khí luôn. Âm thanh đầu đài nguyên bản theo xe, màn hình nguyên bản theo xe nhá. Hệ thống nóng lạnh của xe vẫn hoạt động tốt và đầy đủ luôn. Hoạt động tốt và đầy đủ luôn. Xe trang bị cần số sang. Tiếp tục những vị trí khác của mẫu xe này, các bác cùng theo dõi nhé. Các bác hãy theo dõi tầm khoảng 5 đến 7 phút nữa em sẽ quay xong. Đấy, rất là đẹp ạ. Những vị trí vách cửa, là mép cửa các thứ em quay làm sao cho các bác nhìn được chi tiết luôn. Các bác nhìn thì nhìn kỹ thì mới cảm nhận được cái độ chất của xe. Đây, hàng ghế sau cũng rất là rộng nhá. Đây, khoảng cách giữa hai hàng ghế của xe cũng rất là rộng luôn. Rất là rộng rãi luôn. Đây, phía sau này các bác để đồ thoải mái nhá. Trần đỉnh nguyên zin. Trần đỉnh nguyên bản theo xe. Và trên đây thì được trang bị thêm một cái màn hình cam lùi nữa này. Đấy, cốp em quay rồi, đúng không ạ? Tiến sẽ quay gầm. Gửi tới các bác lốt xem hai phần cánh bên đây nhá. Hai cái vị trí cánh. Đây. Đấy, lộ thất.
nội thất cảm giác như là một chiếc xe sang luôn, đúng không ạ? Giống như một chiếc xe đắt tiền luôn. Các bác mà tìm hiểu ra thì những cái dòng này nó sẽ tốt hơn cả những cái dòng như là dòng Chevrolet hay dòng Daewoo nhá. Các bác cứ tìm hiểu đi ạ. Bác nào mà đã hiểu, đã thích, đã yêu mẫu này thì các bác đến xem xe trực tiếp luôn, anh em bàn giá. Còn anh bác nào mà chưa hiểu thì em tìm hiểu đi nhá. Vì dòng này em thấy là dòng được em và được tất cả mọi người, rất là nhiều người sử dụng, đánh giá là chất lượng của mẫu này khá là tốt, tốt hơn cả một số những cái mẫu mà đến từ Hàn Quốc luôn. Những mẫu xe Chevrolet hay là mẫu Daewoo này đối với rất nhiều người và em cảm nhận thấy là không bằng mẫu này luôn. Đây, tất cả zin hết nhá, đồ đạc của xe zin hết. Đây, gương kính của xe được điều chỉnh ở đây. Cái mẫu xe Haima này thì bây giờ hãng của nó có rất là nhiều. Đấy. Ở miền Bắc này rất là nhiều, không biết ở trong miền Nam thì em cũng không rõ lắm. Nhưng mà em thấy là trong miền Nam mua những cái mẫu này của em rất là nhiều này. Chắc chắn điều rằng là trong đó cũng sẽ có rất là nhiều hãng, đúng không? Em thì những cái hãng Haima thì em chủ yếu biết ở ngoài này là nhiều thôi. Còn bên trong thì em biết hãng ở trong đấy em biết ít lắm. Trong đó thì em cũng có biết một vài cái điểm hãng của dòng Haima này. Còn ngoài Bắc thì em thuộc không. Các bác mua mẫu này về mà bảo là cần hỗ trợ gì về phụ tùng, về sửa chữa thì bên em hỗ trợ các bác luôn. Rẻ như những cái mẫu xe Hàn Quốc luôn các bác nhá. Rẻ đồ đạc, phụ tùng thay thế sẵn và rẻ như là mẫu xe Hàn Quốc luôn. Các bác yên tâm. Các bác lo lắng về chất lượng, lo lắng về đồ đạc thì các bác nếu mà một các bác nghe theo em, hoặc là các bác lên mạng các bác gõ tìm hiểu thêm. Tôi tắp lô xe đây nhá. Đấy, móc khóa nó rất là sáng luôn. Đây, ghế là ghế lì nhá. Đây, ghế lì nguyên bản này, lì nguyên zin đấy ạ, chứ không phải là lì nằm lại đâu ạ. Bây giờ thì mời các bác xem đến khu vực khoang máy nhé. Gầm nữa đúng không ạ? Phần gầm và phần khoang máy. Em quay gầm trước nữa đi. Gầm đây nhá. Phân vỏ dòng này rất là vời. Để mà than một cực kỳ là khó. Gầm của xe thì quá đẹp luôn đúng không ạ? Gầm của xe này rất là ok. Đấy, động cơ máy 1.5 thôi nhá. Đấy, và máy này thì là một máy vẫn còn nguyên. Đây em chống capo lại và quay các bác xem phần khoang máy của xe. Em giật cả cái lắp ra nhá. Đấy, giật cái lắp ra các bác mình xem luôn. Đấy. Máy rất là giống máy của Mazda luôn. Đấy, các bác thấy đây. Đấy, nhìn đây các bác biết được là máy có phải máy liên danh Mazda không nhá. Đồ lạc phụ tùng Mazda lắp vào là vừa luôn. Máy cực chất. Máy của mẫu xe này cực chất luôn nhá. Nó không nghe tiếng động. Đời cao máy nó còn zin cơ mà đúng không ạ? Cho nên là các bác yên tâm. Yên tâm về khu vực máy và số của xe. Tiếp tục thì em gửi tới các bác xem cái phần gầm ở đây. Gầm ở đây đây nhá. Hơn 200 triệu một chút thôi các bác mua được mẫu xe đẹp như này rồi này. Đấy, cô lốp của thứ này. Xe rất là ok nhá. Các bác quan tâm đến mẫu này hãy xem hết video, xem kỹ video của em và có tìm hiểu về dòng này để làm sao các bác đưa ra một cái sự kết luận. Đấy. Khi trước khi bỏ tiền ra, đúng không? Bỏ tiền ra thực ra là nếu bác nào mà không hiểu thì bỏ tiền ra mua về chiếc xe như thế này mà cũng mua đúng không ạ? Nhưng mà bác nào mà tìm hiểu ra thì với hơn 200 triệu thôi đã mua được chiếc xe vừa đẹp vừa chất lượng lại còn đời cao đúng không ạ? Chạy sướng tiết kiệm xăng. Vâng, ok thì em cũng đã giới thiệu đến đây là chi tiết. Các bác cần tư vấn gì, cần liên hệ, cần biết thêm thông tin gì về xe cũng như là cần tư vấn về thủ tục mua bán vận chuyển. Đấy, và sang tên các bác hãy liên hệ cho bên em theo hai số nhá,
093 8586 307 và 0389 300 305. Đây là hai số hotline của bên em. Và các bác hãy kết nối Zalo, Facebook theo hai số điện thoại đó nhé. Và địa chỉ Facebook thì các bác có thể tìm kiếm theo địa chỉ là Trăm ô tô cũ, Trăm ô tô Hải Dương, hoặc là Mr. Trăm ô tô cũ thành phố Hải Dương các bác nhá, theo hai địa chỉ đó. Đấy, ok, em cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi đồng hành cùng video này của em.